mời bà con và quý vị đến với chuyên mục Thông tin cùng Nhà Nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, hiện nay đàn gia súc gia cầm phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, thời tiết đang thời kỳ giao mùa từ hè sang đông, nhiệt độ chênh lệch cao giữa ban ngày và ban đêm làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Và đây cũng là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm. Để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, Chi cục Thú y đã xây dựng triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông năm 2019. Hiện nay, các địa phương đã và đang triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Theo kế hoạch, sẽ tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine lở mồm long móng gia súc tai xanh ở lợn, vaccine dại cho đàn chó mèo, tụ huyết trùng trâu bò và dịch tả tụ huyết trùng lợn. Người chăn nuôi chấp hành và thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông của địa phương, đặc biệt chú trọng chấp hành việc tiêm phòng các loại vaccine bắt buộc trên đàn gia súc gia cầm như cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn, dại đàn chó mèo. Ngoài ra, chủ động tiêm phòng các loại vaccine khác cho đàn gia súc gia cầm như vaccine Newcastle, dịch tả, viêm gan vịt, ngan cho đàn gia cầm, vaccine xuyễn, E. coli cho đàn gia súc. Trước tiên là phải thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học, nghĩa là chăn nuôi phải khép kín. Hai nữa là phải thực hiện các cái biện pháp về khử trùng tiêu độc định kỳ, ít nhất là một tuần cũng phải được 1-2 lần đối với các chuồng trại khu vực chăn nuôi. Thứ ba là phải thực hiện tốt cái kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông năm 2019 đối với những cái bệnh quan trọng như là bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, dại chó mèo, rồi tai xanh ở lợn, rồi dịch tả lợn, rồi tụ huyết trùng, những cái bệnh nguy hiểm mà hiện nay Bộ Nông nghiệp đã quy định. Cái thứ tư nữa là chúng ta phải thực hiện tốt về cái chăn nuôi khẩu phần chăn nuôi cho đàn gia súc gia cầm đấy, để tăng cái khẩu phần trong cái lúc chuyển mùa này để làm sao mà tăng cái sức khỏe và cái miễn dịch để chống chịu các cái bệnh. Thứ năm nữa là phải tuyệt đối là không được mua những cái con gia súc gia cầm làm giống mà không rõ nguồn gốc. Riêng đối với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện chăn nuôi tốt, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, định kỳ tổ chức vệ sinh khử trùng tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất theo đúng quy trình kỹ thuật. Với truyền thống trồng bí sớm, vì vậy một số địa phương đã cho thu hoạch, có thị trường ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng bí chính vụ. Được trồng từ đầu tháng 9, hơn 50 hectare bí sớm ở thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động đang được nông dân tập trung chăm sóc, cũng chỉ còn ít ngày nữa là sẽ cho thu hoạch. Cây bí có thời gian trồng ngắn từ 25 ngày cho đến 1 tháng, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 2 tháng rưỡi. Thời tiết nắng ấm, bí là phát triển tốt so với cả trồng sau. Được quả sớm thì là giá trị của quả bí là bán với giá cao hơn là so với cả cuối vụ. Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi có hơn 100 hectare trồng bí sớm, trong đó 60 hectare tập trung ở thôn Gạo Nam. Hiện nay, bà con đang tập trung thu hoạch bí sớm đợt đầu tiên của vụ. Bí sớm đang được thương lái thu mua tại ruộng với giá 8.000 đồng một kg, trừ chi phí, các gia đình thu lãi từ 2 đến 2,5 triệu đồng một sào. Muốn giàu được bí sớm thì trước hết là phải ươm cây bí ở trên đường hoặc là ở nhà. Lúa đó, chỗ được 7 đến 10 ngày thì bắt đầu người ta ươm cây lúa. Và sau khi mà cây bí nó lên rồi thì bí lúa nó chín được khoảng được 7-80% thì bắt đầu ta rẽ lúa ra để cho bí xuống. Chớp đến thời cơ thì ta phải gặt lúa nó lon đi một tí để đảm bảo được cái bí sớm. Đây cũng là địa phương có diện tích trồng bí tập trung, có kinh nghiệm thâm canh, vì vậy tạo thị trường để cho các thương lái đến tận ruộng thu mua cho hiệu quả cao hơn các cây trồng khác. Nông dân ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ trồng nấm cho thu nhập khá, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động trong địa phương. Để hỗ trợ nông dân trồng nấm, hợp tác xã trồng nấm Lệ Xá được thành lập từ năm 2013. Hiện nay hợp tác xã có 28 thành viên tham gia sản xuất nấm tập trung ở 4 hộ là Đặng Văn Tuyền, Trần Thị Thu Lì, Trần Thị Lỉ, Nguyễn Thị Khéo, chủ yếu là nấm mộc nhĩ và nấm sò. Nấm mộc nhĩ vừa mới được nông dân trồng từ đầu tháng 9, nấm sò trồng sớm hơn từ tháng 8 và bắt đầu cho thu hoạch. Giá nấm đầu vụ cao khoảng 115.000 đồng 1 kg, trung bình mỗi năm hợp tác xã trồng được 40 vạn bịch nấm.
Với 1 vạn bịch nấm, người nông dân thu hoạch được 6 tạ nấm, sản lượng nấm của hợp tác xã ước đạt 240 tạ nấm một năm, thu về hơn 2 tỷ đồng. Bà con và quý vị thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Thông tin cùng Nhà Nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn bà con và quý vị đã dành thời gian theo dõi.